Em chào tất cả các bạn yêu Lan nhé. Phiên hôm nay thì như đã hứa nhà em có cập bến một cái lô Denso nắng với số lượng rất là nhiều và phục vụ nhu cầu chơi xuân, chơi hạ. Và những cái dòng Denso nắng nhà em thì có phân loại màu hoa chuẩn chỉnh từng màu và có đính kèm cho mọi người mặt hoa. Hàng Denso nắng nhà em Nhung thì đầy đủ chi tiết, rất là nhiều những dòng khác nhau. Và xin giới thiệu luôn về dòng Denso nắng. Người ta chơi Denso xuân thì riêng dòng Denso xuân thì hoa cũng bền nhưng chỉ nở duy nhất vào mùa xuân thôi. Còn riêng Denso nắng thì ngoài chơi hoa Tết, mọi người có thể là kích hoa chơi quanh năm, hoa nở quanh năm. Nên là lúc nào mình cũng có thể là chơi hoa vào. Và hôm nay thì hàng em vừa về rất là nhiều loại và có phân thành từng khay, từng mã. Và tất cả những dòng Denso nắng này đầu xuân thì sẽ có chương trình tri ân giảm giá. Và đặc biệt hơn là khi mua số lượng từ 10 chậu bất kỳ, bên em sẽ miễn phí ship về đến tận nhà các bác. Đấy, chương trình miễn phí ship khi mua từ 10 chậu trở lên. Bất kỳ các bác có thể gộp các loại khác nhau để được áp dụng chương trình miễn phí ship các bác nhé. Độ bền hoa của dòng Denso nắng từ 2 đến 3 tháng, mình chơi rất là lâu. Khi ra hoa thì mọi người hạn chế tưới cây, tưới nước vào hoa và chỉ tưới vào gốc. Cây phát triển khỏe mạnh. Và tùy từng cây, từng màu thì độ to, độ nhỏ, độ dài ngắn nó sẽ khác nhau. Và em sẽ giới thiệu chi tiết đến các bác. Và sau đây thì em xin điểm qua và báo giá từng loại. Hôm nay thì có rất là nhiều những dòng nắng mới, những cái dòng nắng mà chưa xuất hiện. Và cả những dòng nắng rất là quen thuộc. Và sau đây thì em điểm qua luôn nhé. Denso hoa hồng đỏ, dòng Denso hoa hồng đỏ thì bụi của nó rất là lùm, nhiều thân. Dòng này thì chiều cao chỉ tầm một gang tay thôi, nhưng mà cây của nó cũng nhiều cây đã đứng ngọn rồi. Dòng hoa hồng đỏ này hoa của nó giống bông hoa hồng. Và một chậu như vậy em bán là 70.000 đồng một chậu Denso hoa hồng đỏ. Bên cạnh hoa hồng đỏ thì là dòng hoa hồng blue. Dòng blue thì hoa của nó màu tím hết. Và cũng là dòng bông của nó giống bông hoa hồng. Đấy, blue thì cận thân của nó cao hơn, nó mập hơn và nó ít thân hơn. Thân cao thường nó ít thân, còn thân mập nhiều thân thì nó thấp hơn. Dòng hoa hồng blue cũng 70.000. Tiếp nữa là những chậu da rất là siêng hoa. Da thì các bác có thể là trồng trong chậu, mình ghép lên lũa, lên trụ đều đẹp. Và dòng này thì hoa của nó cực kỳ là siêng. Đấy, bông hoa của da siêng hoa và nở quanh năm. Một chậu da 70.000. Tiếp đến là Denso xích long. Mọi lần thì Denso xích long thì nó chỉ nhỏ bằng cái thân này thôi, nhưng sau một thời gian nghỉ Tết thì cây xích long của nó đã phát triển rất là cao như thế này rồi. Và xích long ngày hôm nay thì em cũng bán cho mọi người rất là tri ân. Một mức giá chỉ có 70.000. Giá xích long mỗi năm là cây thấp mà giá 80.000, năm nay chỉ có 70.000 thôi. Bán đầu năm giảm giá cho các bác. Và đồng xích long này hoa của nó cánh xoắn rất là đẹp nhé, 70.000 một chậu. Và ngày hôm nay thì về thêm một cái dòng mới, đó chính là dòng bò sữa. Cái mặt hoa của nó thì rất là giống cái màu kinh công, nhưng màu hoa của màu phấn hồng rất là đẹp. Bụi của nó cực kỳ lùm này, nhiều thân. Đó, người ta thích bởi vì nó nhiều thân. Và hiện tại một số cây đang nhú vòi nụ. Đây, cái vòi nụ đang lên khá là đẹp. 70.000 đồng một chậu bò sữa. Bà liễu xưa hoa thơm, top một trong những cái dòng hàng Denso nắng khi mình đã chơi thì mình nên sưu tầm đến một vài giò. Và hôm nay thì em có chậu phi 12 và có cả chậu phi 18 nữa. Thì cái này thì nếu các bác thích loại chậu to sẵn thì các bác lấy chậu loại phi 18. Còn đây là chậu phi 12, là dòng thông thường nhất, ai cũng có thể sưu tầm bởi vì giá nó mềm mại. Dòng bà liễu cánh bay hoa thơm, số lượng bao giờ cũng về nhiều hơn so với tất cả những dòng khác. Bà liễu lô đầu xuân như vậy là rất là cao rồi nhé. Chiều cao trung bình tầm gang tay, hơn gang tay một chút. Và cây của nó là dòng cây tơ, rất là đẹp. Và một chậu bà liễu xưa thì em xin phép bán là 80.000 đồng một chậu. Dòng này hàng hot và giá nhập thì bao giờ nó cũng nhỉnh hơn các loại khác kia một chút. Bà liễu xưa hay pensoda xưa. Vừa rồi là chậu bà liễu xưa phi 12, còn đây là chậu phi 18. Hai mức giá khác nhau thì em sẽ so sánh các bác cái chậu phi 12 và chậu phi 18 khác nhau thế nào. Đây, ít nhất là cái chậu của nó này, cái mức size chậu khi nó cây nó to thì người đã chuyển sang cái mức size to hơn. Đây là chậu phi 18. Và chậu bà liễu loại phi 18 thì cây cao to hơn. Trung bình tầm 2, ít nhất là tầm 2 thân to, một thân nhỏ. Có chậu thì nhỉnh hơn một chút. Và mỗi chậu bà liễu xưa phi 18 này em bán là 220.000 đồng một chậu nhé. Đó, 220.000 đồng một chậu. Đây, cái loại chậu 80 mà em đang bán là loại 220. Số lượng cái loại bà liễu xưa loại 220 cũng chỉ có 30 chậu thôi. Hàng này đầu năm người ta xuất rất là nhiều. 220.000 một chậu. Cánh bay thơm. Denso thì không chỉ ra hoa ở trên đầu ngọn mà nó còn ra ở các cái nách này nhé. Tiếp theo là pensoda xưa nhé, chậu phi 16 ạ.
Hôm nay thì em về cái chậu phi 16 với giá cực kỳ là rẻ. Bình thường cái chậu phi 16 bình thường là 240-250. Nhưng ngày hôm nay đầu xuân thì bên em bán cho các bác một chậu này với giá chỉ có 200.000 thôi. 200.000 đồng một chậu pen soda xưa. Chậu nhiều thân thì thân nó thấp, còn nếu mà các bác lấy chậu ít thân này, thân nó cao, nó mập hơn. Đấy, số lượng có hạn nhá. Riêng pen soda hôm nay thì giá cực kỳ là rẻ. Các bác không nhanh tay thì lô sau không có cái hàng này đâu ạ. Bên cạnh đó thì nhà em hôm nay có về thêm cả pen soda lại phi 12. Chậu này thì cây nhỏ hơn, tầm một gang tay đổ lại. Và mỗi chậu pen soda xưa loại phi 12 nhỏ xinh này em bán là 70.000 đồng một chậu ạ. Cây của nó một số cây cũng đang đứng ngọn rồi. Tiếp đến là vàng công chúa, bông hoa của nó màu vàng tươi và cánh bầu tròn rất là đẹp. Đặc biệt hơn dòng này thì cây nó cao to, mập khỏe. Đấy, dòng cây vàng công chúa thì cây của nó rất là mập, nó không như những cái cây dendro khác là dòng thân lùn, còn riêng dòng này thì cây rất là cao. Vàng công chúa 70.000, cây cao 70.000. Tiếp đến là dendro tím Huế ạ. Dòng tím Huế thì hoa của nó siêng, đẹp và lô tím Huế đầu năm cây cao mập khỏe các bác nhé. Tím Huế này là dòng rất là sai hoa, nụ hoa mọc ở trên những cái nách này rất là nhiều. Đấy, cây trung bình nó cũng cao cao, có cây thấp hơn thì thường nó nhiều thân hơn. Đấy, những cái cây nào nhiều thân thì nó thấp hơn một chút xíu, nhưng đa phần là trung bình là cao hơn những cái lô năm ngoái. 70.000 đồng một chậu tím Huế. Bò tím ạ, cái lô bò tím này rất là xinh này. Bò tím đầu năm cây cao khỏe này. Bò tím 80.000 đồng một chậu. Bò tím bằng với giá bà liễu xưa nhé. Cây của nó mập. Bình thường lô bò tím cây chỉ thấp thấp như thế này thôi, nhưng riêng bò tím lần này thì em lấy nhập cái lô nó nhỉnh hơn một tí thì nó cao, nó khỏe hơn, đẹp hẳn. Ngoài ra thì bò tím em có về thêm một loại chậu phi 18 nhá. Dòng những cái chậu phi 18 là những cái chậu trồng nhiều năm và cây nó to, người ta trồng sang chậu lớn. Cái dòng chậu phi 12 thì nó ít thân, nó chỉ còn có một thân to và một thân nhỏ thôi. Một thân cao, một thân thấp, nhưng dòng này thì chậu nó nhiều thân hơn. Và chậu phi 18 này thì chậu nhiều thân này em bán là 220.000 đồng một chậu nhé. Nói chung là cũng cắt 1-2 lần hồng hoa của những cái thân già, nhưng mà thân tơ của nó những năm tới này nó lên này, thân rất là cao, nó sẽ còn cao phát triển hơn nữa. 220.000 một chậu bò tím. Vòi dài siêng hoa. Tiếp đến là dendro vàng mai, vàng cánh mai nhé. Cây cao to. Đấy, riêng vàng mai thì lô đợt nào về cũng to mập như thế này và cây tơ đẹp. Và dòng vàng mai này giá cây cao cũng chỉ 70.000 thôi. Và chậu này thì những cái hàng này hoa của nó thì vòi dài, siêng. Đây, một số cây đang nhú vòi nụ này. Đấy, cái lô hoàng vàng mai đứng xa các bác xem này. Mướt, rất là đẹp, 70.000. Và nếu các bác yêu thích màu vàng nữa thì có thêm một dòng nữa, đó chính là vàng tia. Vàng tia thì sai hoa. Đây, nhú vòi, nhú đây. Vàng tia đang chuẩn bị đứng ngọn và nhú vòi nhé. Cây của nó mập lắm. Đấy, vàng tia cũng 70.000. Hoa của nó màu vàng, có một chút tia màu đỏ ở giữa. Dendro đồng xanh ạ, hôm nay thì về cái lô hàng xanh mướt này. Đầu năm về lô toàn cây tơ thôi. 70.000 đồng một chậu đồng xanh, rất là mướt. Và loại này thì hoa của nó cánh xoắn nhá. Cánh xoắn bay đẹp, 70.000. Nhớ là mua 10 chậu miễn phí ship ạ. Chốc Enobi. Ở đây là một dòng dendro mini, nhưng mà thuộc dòng chốc, cánh chốc, cánh viền chốc, đột biến. Đấy ạ, bông hoa sổ của nó này. Dòng này vốn dĩ nếu mà các bác chăm tốt vào bụi to thì nó siêng hoa rất là siêng. Đây ạ, một vụ chậu của nó thì nó cũng không nhiều thân đâu. Và thân của nó thì khá là ngắn nhau nhá. Dòng này nó như da da ấy ạ. Chiều cao chỉ tầm một gang tay đổ lại. Và cũng đang lên mầm. Giá một giò chớp Enobi là 90.000. Cây nhỏ nhưng mà giá của nó nhập vào nó cao hơn những dòng khác. Bên cạnh bò tím cánh xoắn thì em có cả cái dòng bò vàng cánh xoắn nhá. Dòng bò vàng lô lần nào về cũng là dòng cây tơ. Đẹp. Đấy ạ. Đây là bò vàng này, bụi của nó nhiều thân. Rất là đẹp luôn. Bò vàng 70.000 đồng một chậu, cây tơ. Tiếp theo là banana hoa thơm, hay người ta gọi là chuối thơm. Dòng này thì dòng hoa của nó cánh bay thơm, thân nào cũng đậm mập. Và dòng banana thì rất là siêng nhá. Những cái mắt nụ của nó này rất là nhiều, chỉ cần kích một chút là hoa của nó nở lên nhất này. Đẹp. Tiếp theo là kinh công ạ. Dendro kinh công, hoa của nó màu sắc rất là tuyệt vời. Bụi của nó đây, nhiều thân. Đầu xuân năm nay thì bụi kinh công của nó rất là đẹp. Đấy. Năm ngoái kinh công thì thấp bé, không có mầm, năm nay thì mầm lên rất khỏe. Bông của nó đấy, to. Đấy, bông này của nó rất là to nhé. Có một bông chuẩn bị nở. Kinh công 70.000. Dendro lá biên phát tài ạ. Lá biên lá kẻ phát tài.
Đây là dòng chơi thân lá. Và mọi người chơi cái dòng này thì nó biên cả mặt hoa nhá. Lô hôm nay thì chậu của nó khá là nhiều thân. Đây, chậu nào ít thân thì thường thân nó sẽ cao hơn, cao hơn gang. Còn chậu nào nhiều thân thì thường trung bình là một gang tay đổi lại. Và giá một chậu Dendro lá biên nhiều thân này em bán là 120.000. Đây, người ta thích là thích cái dòng là biên lá, 120.000 một chậu lá biên phát tài. Và một dòng hàng nữa không thể không kể đến, đó chính là Siret. Siret, dòng hoa của nó tím đậm, vòi dài, xiêng hoa, cây tơ đẹp. Đó, đây cái lô Siret hôm nay mới về. Riêng Siret thì nhà em về số lượng bạt ngàn nhá mọi người nhá. Bởi vì có khách, riêng có một khách đã đặt 100 cây Siret rồi. Đấy. Về họ bán, họ ghép lên chậu. Cái này thì cứ ghép 3 chậu thành một chậu to. Đến cuối năm nó thành một chậu khủng luôn ạ. Siret thì em bán 70.000, dù cây cao thì nó cũng giá 70.000 ạ. Về thêm một cái lô Dendro vàng lưỡi đỏ này. Đây là một trong những dòng hàng bán cực kỳ là chạy hàng, bởi vì nó là dòng hoa màu vàng với lưỡi màu đỏ, rất là hài hòa. Đấy ạ, số lượng thân trong một chậu thì nó cũng khá là nhiều thân. Và cây là cây tơ. Và cây là cây tơ vàng lưỡi đỏ một bụi như thế này. Một chậu như vậy em bán cũng 70.000 nhá. Các bác lấy cây cao thường nó ít thân hơn, nhưng nếu mà lấy cây thấp thấp thì nó tự nhiều thân hơn. Lấy cân đối trong một chậu như thế. Lô hàng về toàn cái thân tơ, cây tơ mướt. Dendro cánh chuồn ạ. Cuối năm vừa rồi cánh chuồn nó chỉ nhỏ bằng cái thân này trở lại thôi. Nhưng mà năm nay thì qua một thời gian nhà vườn người ta chăm sóc thì cây bây giờ nó vừa lên nụ hoa mà cánh chuồn nó cao hơn rất là nhiều. Đấy, cánh chuồn lô hôm nay to đẹp, giá cũng 70.000. Các bác cân đối là tùy từng lô nhé. Có những lô thì cây nhà vườn người ta chăm đạt thì giá cây nó cũng cao to mà giá cũng chỉ như vậy. Còn có những lô nó thấp bé thì muốn lấy cây tơ thì nhà vườn đã xuất rồi thì cây của nó nhỏ hơn. Đấy, cây đợt này to này, 70.000. Hirochi hoa tím đậm, cây mập đẹp, 70.000. Hoa của nó tím và có một chút viền trắng. Hirochi 70.000. Thỏ lai xinh ạ. Đây là dòng thỏ mà dòng thỏ lai và cái mặt hoa của nó thì lai với xinh. Đây là nó là dòng cánh xoắn. Thỏ lai xinh 70.000 một chậu, cây tơ. Về số lượng cái loại thỏ lai xinh nó cũng không có nhiều. Dendro nắng kinh ba, hoa cánh bay này, màu tím này. Hoa xiêng vòi dài. Ở kinh ba thì bây giờ là cây tơ đang nhú vòi nụ. Một chậu kinh ba tơ mướt như vậy giá 70.000 nhá. 70.000 một chậu Dendro nắng kinh ba. Tiếp theo là thỏ hồng ạ. Thỏ hồng, một trong những cái dòng hàng thỏ mà được cực kỳ là các bác yêu thích. Đấy, cây thỏ hồng lô đợt này về là toàn cây tơ hết mọi người nhá. Cây cũng nhiều thân, mướt đẹp. Thỏ hồng, hoa của nó tai thỏ này, bông thỏ hồng đây. Rất là xiêng, đây là mới chỉ là hoa bói thôi. 70.000 đồng một chậu thỏ hồng. Tiếp theo là bun leng hoa thơm. Dòng bun leng này thì hoa của nó là cái vòng 5 cánh trắng với lưỡi của nó màu tím, cánh bầu. Và dòng này hoa thơm nhá. Các bác yêu thích dòng hoa thơm thì lên lựa chọn cái dòng bun leng này. Hoa của nó cây tơ, mướt. Và một chậu bun leng này em bán là 70.000. Nói chung là chậu nào chậu đấy cũng rất là nhiều thân. Đây, ít nhất từ 3 thân trở lên. Dendro, một cái lô hàng mướt. Tiếp đến là Dendro xinh vàng ạ. Dòng xinh vàng thì cây của nó là dòng tây tơ. Hoa của nó cánh xoắn với lưỡi của nó màu nâu này. Xinh vàng, cây cao đẹp. Giá cũng 70.000 một chậu xinh vàng. Dòng này các bác lấy 2-3 chậu vào ghép thì thành chậu khủng. Dòng xinh này cũng nhiều người thích. Thuộc dòng xinh. Ngọc trái đen ạ. Cái lô ngọc trái đen hôm nay về cây mập này. Mập, cao, đẹp, đang nhú vòi nụ. Ngọc trái đen, cái màu hoa của nó màu ngà ngà tím. Bụi to, nhiều thân, giá 70.000. Đây ngọc trái đen này, cây tơ 70.000 một chậu. Ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ, đây là dòng hàng hoa Dendro đột biến nhá, mặt hoa nhá, ba cánh vàng xen lẫn ba cánh đỏ. Chậu của nó, cây của nó lô đợt này ai cũng khen là cây rất là cao. Bình thường nó chỉ nhỏ xíu xíu bằng cái thân này thôi. Đấy, riêng bản chất cái dòng vàng lưỡi đỏ nó không cao được hơn nữa. Đây cây nó thắt ngọn chuẩn bị sưng nụ lên đây. Đấy, cũng có chậu nó nhiều thân. Và vàng lưỡi đỏ hôm nay thì cây đẹp, giá cũng 90.000. Dòng này Dendro đột biến thôi nhá. Chơi sưu tầm cái dòng Dendro đột biến ba cánh vàng, ba cánh đỏ. Cây nhỏ thôi nhưng mà cho hoa rất là đẹp. Tiếp theo là những cái chậu hoa chớp bịp. Đây là cái dòng hàng hoa Dendro đột biến.
Dòng Dendro thì hoa nó nở quanh năm, chuẩn hoa. Đây cái bông hoa vừa mới sổ này các bác này, cánh của nó màu đỏ và cánh viền chớp màu vàng. Hoa của nó thì cực kỳ là siêng. Gửi đi cho các bác thì em sẽ gửi những cái chậu nó nhiều thân như thế này. Chưa bao giờ về cái lô hàng mà chớp bịp lại nhiều thân các bác nhá. Để so sánh thì hôm trước cái lô nhà em về nó chỉ được 2 thân thôi. Nhưng lô ngày hôm nay thì chậu của nó nhiều thân hơn rất là nhiều và giá thành cực kỳ là mềm mại. Đó, gửi cho các bác những cái chậu sum xuê và đang đẻ rất là nhiều mầm này. Và giá thành thì chỉ có 230.000 đồng một chậu. Giá ngoài thị trường riêng những chậu chớp bịp này không dưới 300.000. Đó, hàng nhà em thì xuất số lượng nhiều và bây giờ cũng còn ít. Đấy, có những thân thì nó ra hoa rồi nhưng mà riêng chớp bịp ấy, nó còn ra hoa liên tục ở những cái mắt này cơ. Nó không phải chỉ ra hoa ở trên đầu ngọn mà còn ra hoa ở những cái nách này nữa. 230.000 một chậu rất là nhiều thân. Tiếp đến là Dendro Hibiki. Dendro Hibiki, dòng Dendro thuộc dòng mini. Rất là siêng hoa và hoa nở những phần đây, hoa nở màu tím rất là đẹp. Dòng này em bán là 120.000 đồng một chậu Hibiki nhé. Bangkok hoa thơm ạ. Mời mọi người ngắm qua những cái mặt hoa của Bangkok ạ. Dòng này thì siêng hoa cực kỳ luôn. Đấy, những cái trái bông hoa Bangkok này cho ra những cái bông hoa rất là đẹp tuyệt vời. Đấy, dòng này thì để ra nắng thì nó thơm nhá. Một chậu Bangkok cũng nhiều thân, 70.000. 70.000 một chậu Bangkok. Ở Dendro nắng lai ạ. Thực ra dòng nắng lai này á, mặt bông rất giống với bà liễu lai. Bông hoa màu trắng, cánh bầu và với lưỡi của nó màu tím. Và dòng này hoa thơm các bác nhá. Tất cả những dòng nắng lai hội tụ giống như cây bà liễu lai và hoa thơm lắm. Loại này cũng 70.000 đồng một chậu thôi. Cây tơ tím lavender, màu tím thủy chung và rất là sai hoa. Dòng tím này tím mới. Đây là lô thứ hai em lấy về. Lô hôm trước thì em được thấy mọi người là ủng hộ khá là nhiều. Cây của nó trung bình tầm khoảng hơn gang một tí. Cây của nó lùn mập, lùn lùn, mập mập. Đấy, nhiều thân. Tím lavender này, một số cây nhú vòi, một số cây thì đang đứng ngọn nhá. Sắp tới thì chơi hoa thôi. Dòng này siêng hoa, giá là 70.000. Một dòng Dendro mới hôm nay về đó chính là dòng tím lục bình ạ. Cây này thì tầm cây của nó chỉ tầm một gang tay thôi. Nhưng mà các bác khi đã biết về cái dòng hoa của nó, cánh của nó xoắn và cái vòi hoa của nó siêu dài. Vòi hoa của nó dài hơn, có thể dài hơn cả cây cơ. Đấy, và tất cả những cái thân này đã đứng ngọn này, mắt nụ của nó lên liên tục. Đây, tất cả những mắt nó sưng rất là nhiều. Tím lục bình này, một cây này em bán là 70.000. Đấy, cây cứng cáp khỏe mạnh. Trên đây là toàn bộ gần 40 loại Dendro nắng của nhà em. Hiện tại đang cập bến. Và nhà em thì cập bến liên tục và cung cấp đầy đủ đa dạng các loại dòng Dendro. Nhà em thì bán cây Dendro trưởng thành các bác về chơi luôn. Còn những dòng Dendro giống thì đa phần là không phân loại mặt hoa nên là nhà em không nhập về. Đó, hàng này thì mua chuẩn hoa, chuẩn giống và đảm bảo cho các bác là mặt hoa chuẩn khi sổ và độ bền hoa cao. Và các bác đặt hàng thì liên hệ với em theo hai số điện thoại 0393998895 hoặc 0966121377. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác.